Trại tri đoàn 11A6, trường viên số 2. Thì trong trại à, đây là báo tường. Sản phẩm sò tem, thiên nga và các sản phẩm thủ công. Khu lưu niệm. Đây là đồ các em tự làm đúng không? Vâng ạ. Sản phẩm tái chế. Cốc chén. Tái chế với lại sản phẩm thủ công. Rồi, sản phẩm thủ công. Rất tuyệt vời đấy. Còn bên này thì là tất cả các sản phẩm từ các que khám miệng đấy. Rồi, rồi. Nó em tái chế lại rồi sử dụng những đồ nghệ thuật kỹ thuật. Rồi, cảm ơn các em.